Sáng sáng ngày 26 tháng 3 theo giờ Mỹ, một tàu chở container tên Dali, treo cờ Singapore, đã đâm vào một trong những trụ đỡ trung tâm của cây cầu Francis Scott Key tại khu vực cảng Baltimore. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 22 thủy thủ đoàn và khoảng 4679 container. Con tàu này đang chở đầy hàng hóa hướng tới Sri Lanka, dường như đã bị mất điện và đi chạy hướng. Được biết, thủy thủ đoàn đã cố gắng ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện trước khi thực sự lao vào cây cầu và giúp các quan chức Baltimore kịp ngăn chặn các phương tiện lưu thông trên tàu. Cây cầu này gồm 4 làn xe dài 2,6 km bắc qua sông Patasco và đóng vai trò là điểm vận chuyển thiết yếu. Vụ va chạm đã khiến cây cầu Francis Scott Key bị gãy, sập, kéo theo một số phương tiện rơi xuống sông Patasco và khiến một số người mất tích. Con tàu bị cho là bốc cháy một phần do bị cây cầu sập đè lên, tuy nhiên 22 thủy thủ đoàn đều an toàn. Thống đốc bang Maryland cho biết vụ sập cây cầu là một trong những sự kiện gây sốc và đau lòng đối với người dân Maryland, những người đã sử dụng cây cầu trong 47 năm qua. Patrick Penifield, giáo sư chuỗi cung ứng Đại học Syracuse, đã chia sẻ với Quartz, thảm kịch về cây cầu trên có lẽ sẽ tác động đến nhiều chuỗi cung ứng, hơn 11 triệu phương tiện sử dụng cây cầu đó hàng năm, và đó là những con đường quan trọng đối với mạng lưới giao thông của Baltimore. Dữ liệu nhật ký hành trình của tàu Delhi được NBC News công bố vào ngày 30 tháng 3 cho thấy, con tàu container nặng 95.000 tấn này đã tiếp nhiên liệu lần cuối tại châu Á, rồi đi thẳng qua kênh đảo Panama đến bờ đông nước Mỹ nhận hàng, rời cảng Baltimore và không tiếp thêm nhiên liệu ở bất kỳ đâu, làm tăng nghi vấn con tàu đã mua nguồn dầu lậu không đảm bảo chất lượng giữa hành trình. Sâu bẩn đang là một trong những nghi vấn được các điều tra viên xem xét trong vụ tàu Delhi gặp sự cố chết máy vải chỗ tự do dẫn đến việc đâm sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, thuộc bang Maryland của Mỹ hồi đầu tuần này. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ Jennifer Homedy ngày 27 tháng 3 nói, điều tra viên sẽ thu thập và xét nghiệm mẫu dầu trên tàu, kiểm tra mức độ tạp chất hỏa lẫn. Những con tàu sử dụng dầu bẩn thường có nguy cơ chết máy, dẫn đến mất toàn bộ hệ thống điện cũng như điều khiển trên tàu. Dữ liệu mà NBC News công bố được lấy từ hệ thống thông tin và tự động nhận dạng tàu biển tầm xa của Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, một nguồn tin có quyền đăng nhập vào hệ thống đã thu thập và cung cấp dữ liệu cho báo Mỹ với điều kiện giấu danh tính. Hãng tin sau đó xác thực lộ trình của tàu Delhi và nơi tiếp nhiên liệu thông qua dữ liệu trên hệ thống nhận diện tàu tự động AIS mua từ công ty phân tích hàng lái Marine Traffic. Theo đó, các dữ liệu đều cho thấy tàu Delhi cập cảng thành phố Trương Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc vào nửa đêm ngày 6 tháng 2, nêu lại đây khoảng 5 tiếng để tiếp dầu. Ba ngày sau, tàu di chuyển đến thành phố Cảng Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tàu di chuyển tiếp đến thành phố Busan của Hàn Quốc và tiếp dầu vào ngày 20 tháng 2, cũng là lần tiếp dầu cuối cùng cho hải trình vượt Thái Bình Dương đến Mỹ. Theo dữ liệu từ hệ thống thông tin và tự động nhận dạng tàu biển tầm xa, không ghi nhận thêm bất kỳ lần cập cảng nào khác của tàu Delhi để bổ sung nhiên liệu khi đi qua kênh đảo Panama, các cảng New York, Virginia và Baltimore. Các chuyên gia hàng hải đều cho rằng đây là điều rất bất thường bởi con tàu đáng lẽ phải tiếp nhiên liệu ở một trong những cảng này. Tàu Daily cũng không đặt lịch tiếp dầu ở New York hay Baltimore sau khi bắt đầu hành trình từ cảng Mỹ để đến Sri Lanka. Số nhiên liệu mà con tàu tiếp nhận vào tháng 2 đáng ra phải hết sạch trước cả khi con tàu đến được Baltimore. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng tàu Daily đã mua dầu bẩn từ một bên cung cấp không chính thức nào đó, có thể bằng hình thức tiếp liệu trên biển. Theo các chuyên gia, dầu bẩn thường là nhiên liệu được trộn với nước thế nhưng loại này hiếm khi gây ra sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Dầu bẩn có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng thường là loại được pha với các loại tạp chất nặng, có khả năng ăn mòn cao hơn. Một số chủ tàu thường sử dụng dầu bẩn để tăng tối đa lợi nhuận trong các chuyến hàng, vì chúng rẻ hơn nhiều so với các loại dầu đảm bảo chất lượng mua tại cảng. Theo dữ liệu của LRIT và Marine Traffic, không nêu cụ thể các loại nhiên liệu, cũng như nguồn gốc và chất lượng nhiên liệu mà tàu Delhi tiếp nhận. Giới chuyên gia cho biết, Mỗi năm trên thế giới có nhiều sự cố tàu hàng chết máy giữa biển vì dầu bẩn. Tuy nhiên, các sự cố này thường bị làm ngơ vì chúng xảy ra giữa biển khơi, nơi thủy thủ đoàn có đủ không gian và thời gian để xử lý. Jonathan Arenal, CEO Fairtrade tại Houston, chuyên về tư vấn quản lý nhiên liệu hàng hải cho biết, trong hơn 50 năm qua, người làm trong ngành nhiên liệu tàu thuyền thường xuyên làm ngơ trước những thiệt hại nhỏ vì dầu bẩn. Họ cho rằng đây là vấn đề không đáng quan tâm. Ông tiết lộ công ty mình đã phát hiện gần 500 sự cố liên quan đến dầu bẩn trong hai năm qua. Arenal nhận định, tàu Daily đã gần cạn nhiên liệu khi rời cảng Baltimore vào nửa đêm 25 tháng 3. Nếu tàu mua dầu bẩn trước đó, tạp chất sẽ lắng xuống đáy bồn dầu và khi nhiên liệu sắp cạn, chúng bị hút vào hệ thống động cơ, gây chết máy cũng như máy phát điện chính. Khi bị mất điện toàn bộ, hệ thống điều khiển, liên lạc trên tàu sẽ bị tê liệt. Thủy thủ đoàn dường như đã khởi động máy phát điện dự phòng để khôi phục nguồn điện khiến tàu phủ ra luồng khói đen dày đặc. Tuy nhiên, họ không khởi động lại được máy chính để hãm tốc độ hay chuyển hướng con tàu. Ở nơi chật hẹp như sông Patapsco, thủy thủ đoàn không có đủ thời gian lẫn không gian để xử lý sự cố, khiến họ không còn cách nào tránh được cú đâm vào trụ cầu Francis Scott Key. Video do nhóm Stream Team quay cầu Francis Scott Key và phát trực tiếp trên mạng cũng cho thấy hệ thống đèn trên tàu Daily liên tục tắt rồi sáng khi nó tiến về phía cầu lúc 1 giờ 24 sáng ngày 26 tháng 3 dấu hiệu cho thấy máy phát điện gặp trục trặc. Arenal phân tích, những biểu hiện này cho thấy tàu không chỉ gặp trục trặc động cơ, hệ thống máy phát điện trên tàu đã hỏng, đây là dấu hiệu nhiên liệu có vấn đề. Kevin Doyle, người đại diện hãng vận tải Đan Mạch Maritz, công ty thuê tàu Daily chuyển hàng, từ chối bình luận với nghi vấn nhiên liệu không đảm bảo chất lượng của tàu góp phần gây ra tai nạn vào sáng sáng ngày 26 tháng 3. Doyle nói công ty đang theo dõi sát sao cuộc điều tra từ các cơ quan liên quan và đơn vị vận hành con tàu song song với nỗ lực điều tra độc lập của hãng. Người phát ngôn của IMO, cơ quan Liên Hợp Quốc xây dựng quy định vận tải biển quốc tế và vận hành hệ thống LRIT, từ chối bình luận về cuộc điều tra tàu Delhi. Quan chức này lưu ý, Công ước Quốc tế về ngăn chặn ô nhiễm do tàu thuyền, quy định nhiên liệu cung cấp cho tàu hàng không được phép hòa lẫn với những hóa chất gây hại hoặc hóa chất. Các nước thành viên đều phải thông báo cho IMO khi phát hiện ra sự cố liên quan. Cây cầu Francis Scott Key là huyết mạch giao thông giúp vận hành cảng Baltimore. Chính vì vậy, sự cố này có thể khiến một trong những hải cảng nhộn nhịp nhất bờ Đông nước Mỹ phải ngừng hoạt động vô thời hạn. Cảng Baltimore đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải ô tô và xe tải nhẹ của các nhà sản xuất châu Âu như Mercedes-Benz, BMW. Baltimore cũng là cảng xuất khẩu than lớn thứ hai của Mỹ. Việc ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng tới các chuyến hàng đến Ấn Độ. Theo dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Đường bộ Mỹ, giá trị hàng hóa được vận chuyển qua đây hàng năm là khoảng 28 tỷ USD. Không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng hóa, vụ đâm tàu cũng ảnh hưởng tới khoảng 35.000 người dân thường xuyên sử dụng cây cầu mỗi ngày. Chia sẻ với Reuters, chuyên gia nghiên cứu Jonah Freemark tại Viện Nghiên cứu Urban Institute nhận định, Hệ thống cơ sở hạ tầng này rất quan trọng đối với nhu cầu hàng ngày của chúng tôi. Việc một lượng lớn hàng hóa ra vào Mỹ bị cắt đứt đột ngột như vậy sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn. Ngoài ra, Ryan Peterson, giám đốc điều hành của nền tảng vận chuyển Freightport, khẳng định lượng hàng hóa thông qua cảng tăng đột ngột từ 10% đến 20% cũng đủ để gây ra tình trạng tồn động và tắc nghẽn nghiêm trọng. Hoạt động vận chuyển khoảng 2,5 triệu tấn than, hàng trăm ô tô Ford và General Motors, sản xuất cùng nhiều mặt hàng như gỗ và thạch cao, có nguy cơ bị gián đoạn sau khi tàu container Delhi đâm sập vào cầu Francis Scott Key. Cảng Baltimore là một mắt xích trị giá khoảng 80 tỷ USD trong chuỗi cung ứng toàn cầu, dự kiến sẽ đóng cửa vô thời hạn trong khi các quan chức liên bang và tiểu bang Mỹ ở Maryland giải quyết hậu quả của vụ sập cầu. Theo cục quản lý cảng Maryland, Baltimore là cảng lớn thứ 11 ở Mỹ về mặt xử lý container, nhưng là cảng bận rộn nhất của Mỹ về xuất khẩu ô tô, đã xử lý hơn 750.000 phương tiện vào năm 2023. Cảng này được đánh giá là một thành viên quan trọng trong chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô và năng lượng. Theo dữ liệu của Maryland, tháng 1 năm nay, 56.332 tấn ô tô và phụ tùng ô tô, 62.397 lâm sản và 199 tấn thép và kim loại đã di chuyển qua cảng. Năm 2023, cảng này cũng đã xử lý 52,3 triệu tấn hàng hóa nước ngoài, trị giá 80 tỷ USD. Cảng cũng tạo ra khoảng 15.300 việc làm trực tiếp và 139,180.000 việc làm gắn liền với công việc tại cảng và tạo ra tổng thu nhập cá nhân gần 3,3 tỷ USD. Ông Ernie Sasser, giám đốc điều hành của một công ty năng lượng Eco Energy and Resources, cho rằng vụ sập cầu có thể khiến các chuyến hàng than ra khỏi Baltimore ngừng hoạt động trong khoảng 6 tuần. Chia sẻ với Bloomberg, ông John Lauer, giám đốc tài chính của Ford Motor cho biết, nhà sản xuất ô tô này sẽ bắt đầu định tuyến lại các bộ phận ô tô đến các cảng khác ở bờ đông nước Mỹ. GM cũng cho biết họ đang nỗ lực định tuyến lại các tuyến hàng đến các cảng khác nhau, và dự kiến sẽ có tác động tối thiểu đến hoạt động của mình. Không những vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng vụ sập cầu Francis Scott Key ở cảng Baltimore có thể phá vỡ kỷ lục thế giới về số tiền bảo hiểm cho một tai nạn. Theo Reuters, giới phân tích và các đơn vị cung cấp bảo hiểm đang đánh giá số tiền những doanh nghiệp này sẽ phải chi trả trong vụ sập cầu này. Với việc chưa rõ khi nào cảng Baltimore hoạt động trở lại, các lĩnh vực có thể nhận tiền từ vụ tai nạn này bao gồm bảo hiểm vật chất, hàng hóa, hàng hải, tín dụng thương mại và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do yếu tố bên ngoài. Phụ thuộc vào việc cảng Baltimore đóng cửa đến bao lâu và tính chất các khoản bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho cảng Baltimore, số tiền bảo hiểm có thể dao động trong khoảng từ 2 tỷ đến 4 tỷ USD. Ông Marcus Alvarez, giám đốc quản lý xếp hạng bảo hiểm toàn cầu tại cơ quan xếp hạng tín dụng Morningstar GBRS, đã nói với Reuters, nếu lên tới 4 tỷ USD, tiền bảo hiểm cho tai nạn này sẽ phá vỡ kỷ lục khoản tiền bồi thường bảo hiểm trước một vụ việc lớn nhất lịch sử là tai nạn du thuyền hạng sang Costa Concordia vào năm 2012. Ông cho biết thảm họa trên có thể sẽ gây áp lực lên giá bảo hiểm hàng hải trên toàn cầu. Trong khi đó, bà Martini Jacobsen, giám đốc cấp cao trung tâm xếp hạng bảo hiểm AM Best, cũng khẳng định số tiền doanh nghiệp có thể yêu cầu được chi trả sẽ lên tới hàng tỷ USD. Ông Brandon Holmes, nhà phân tích tại Tổ chức Xếp hạng Tín dụng Toàn cầu Moody's cho biết có khoảng 80 đơn vị bảo hiểm sẽ chia nhau chi trả các khoản tiền này. Ông nhận định rằng dù tổng số tiền bảo hiểm trong vụ này dự đoán sẽ rất cao, nhưng số tiền này sẽ được chia cho nhiều đơn vị thanh toán. Ông Julian Horn, chuyên gia tại tập đoàn và môi giới bảo hiểm Mitchell Partners, nhận định với The Economic Times, việc gián đoạn kinh tế và cơn đau mà các cá nhân doanh nghiệp ở Maryland và vùng kinh tế Baltimore phải hứng chịu sẽ lan rộng. Chúng ta cần nhiều năm để nhận thấy được hậu quả và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng. Công ty phân tích kinh tế iPlan cho biết, chi phí sơ bộ cho việc xây dựng lại cây cầu có thể sẽ lên tới 600 triệu USD và chính phủ liên bang sẽ chịu khoản này. Việc đóng cửa cảng Baltimore có thể làm thâm hụt ít nhất 28 triệu USD cho bang Maryland.